Mẹ đang nấu gì đấy? Hai đứa về rồi đấy à? Chào cô ạ. Dạ, hôm nay là em Hân đi làm về sớm, con đón em, sau đó cùng qua đây xin cô cho con ăn trực bữa cơm. Chỉ có giỏi khéo nịnh thôi. Thôi cô ạ, cô lên thay quần áo đi, rồi xuống ăn cơm. Dạ vâng, con xuống luôn bây giờ đấy ạ. Ừ, con này. Dạ. Có mỗi cái việc xem ngày cưới, không hiểu sao nó cứ lần trà lần trần. Em chỉ là rất là lo lắng về sức khỏe của cô thôi. Nhưng mà cô yên tâm, con hứa là con và em Hân sẽ chăm sóc tận tình cho cô ạ. Cô cảm ơn con. Dạ. Bố muốn gặp ấy thì bố cứ gọi con, con sang ngay với bố. Chứ trời nắng nóng thế này, bố sang đây lại mệt ra. Mấy khi mà có cơ hội đi lại như thế này, con lại tưởng bố sang đây là muốn gặp cả mẹ chứ. Hân à, lỗi lầm do bố gây ra cho mẹ và con trước đây, bây giờ bố còn mặt mũi nào mà xin mẹ tha thứ được nữa. Bố, chuyện cũng qua mấy chục năm rồi. Mẹ giận bố đấy, nhưng con biết là mẹ vẫn còn thương bố. Con thì lo cho mẹ nên mãi chẳng chọn được ngày cưới. Cứ nghĩ đến việc mẹ ở vậy mấy chục năm để nuôi con, bây giờ con đi lấy chồng thì con thấy mình bất hiếu quá bố ạ. Hân, lỗi là tại bố. Phải chăng bố với mẹ về ở với nhau thì tốt quá. Nhưng con à, không biết mẹ con có tha thứ cho bố không? Alo, Hân thế hả con? Dạ. Ừ, ở nhà cũng mưa to gió lớn lắm con à. Mà lại còn mất điện nữa chứ, tối tui tối đen như thế này. Mẹ cẩn thận nhá. Mẹ thấy mệt con ạ. Con cố gắng về sớm với mẹ nhá. Dạ vâng ạ. Thế thôi, mẹ đi lên phòng đây. Thế mẹ lên nghỉ đi nhá. Mẹ ơi, alo, mẹ ơi. Bà ăn cháo đi cho nó nóng, rồi còn uống thuốc. Mà sao ông lại ở đây? Cái Hân nó báo cho tôi, nên tôi vội chạy sang. Cái con bé này, tôi cũng không sao rồi. Ông về đi. Bà vẫn giận tôi sao? Chuyện đã nhiều năm rồi, bây giờ có nhắc lại cũng không cần thiết nữa. Mà tôi cũng có oán hận gì ông đâu. Tôi bị oan bà. Chuyện kinh doanh đâu phải là bà không biết. Người phụ nữ đó là do người khác cài vào dự án của tôi, khiến tôi gặp rắc rối, không tập trung vào công việc. Đó là một phần trong kế hoạch của họ bà. Ông biết là ông bị hại, sao ông không nói với tôi, cũng không nói với con Hân một câu nào? Tình này ly gian, mà bà có cho tôi cơ hội giải thích đâu. Mẹ, mẹ làm cái gì đấy? Sao không lên nhà nghỉ ngơi đi? Cô ơi, tôi đang xem ngày giờ cho cô. Thôi được rồi, con đang bận, con ra ngoài chút mẹ nhá. Thôi, ngồi đây mẹ bảo đã, nhanh. Mẹ bảo gì ạ? À? Đây này, mẹ xem cho con này, ngày giờ như thế này. Con gái của mẹ đang rất bận. Từ từ đã. Dạ. Mẹ bảo con nhá, nếu mà con không ưng ý thì mẹ nghĩ như thế này nhá. Hay là để mẹ gọi bố con về, bố con chọn ngày cho con được không? Dạ. Bố ạ? Ừ.